Dạ, Đinh Lan xin kính chào khán giả xem kênh Lan Ninh và Đinh Lan. Hôm qua Đinh Lan có coi trực tiếp nha. Hôm nay Đinh Lan lý giải hết toàn bộ những câu chuyện mà suốt coi như 7-8 tháng qua. 7-8 tháng qua Đinh Lan chính thức bước vào cái cuộc drama này trên YouTube là từ ngày 8 tháng 6 năm 2021, khi kỷ niệm 15 năm ngày cưới của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Huỳnh Uy Dũng. Đó, Đinh Lan nhắc lại, Đinh Lan bước vào cuộc drama này vì yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung. Khi thấy mà bà Hằng và anh, trước đó bà đã tấn công ca sĩ Phi Nhung rồi. Cho nên là ngày 8 tháng 6 năm 2021, kỷ niệm 15 năm ngày cưới của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà sẽ thông báo là ngày 10 tháng 6 sẽ có đại hội vạch mặt, thì có nói về ca sĩ Phi cô nương là ca sĩ Phi Nhung. Đó, cho nên là Đinh Lan nói lại một lần nữa, khi mà bước vào cái cuộc drama với bà Nguyễn Phương Hằng này, Đinh Lan chỉ độc lập một mình. Và bây giờ hôm qua coi cái trực tiếp của cái sóng của cái kênh hải ngoại, cái cô Châu Phương Anh gì đó, thứ nhất cô ấy cô nói là cô tuổi con chó giống tuổi của bà Hằng, mà cô chửi bà Hằng, cô nói mày tao này nọ. Ngày hôm nay cô nói tôi với Uyên Phạm với bà Hằng là một phe của nhau, tại vì tôi nắm được nhiều thóp, nhiều bí mật của vợ chồng Dũng Hằng, cho nên là vợ chồng Dũng Hằng không dám nói gì tôi. Rồi ngày hôm nay thắng một cái vụ Mai Xuân Cường thì tôi bắt đầu lộ ra là cái người là phe của bà Hằng, cho nên không dám đến phiên tòa. Mọi người đừng có xuyên tạc nữa. Nếu như cái Châu Phương Anh á, Phương Anh Châu ở Mỹ với anh Tony Phạm á, ở bên Mỹ, là cái chuyện mà cô Lê Thị Giàu ha, rồi ở đây luật sư Thanh Trần ha, với anh Kim Mao có những cái điều gì đó xuyên tạc vu khống chị Đinh Lan á, thì ngày hôm nay Đinh Lan nói rõ hết mọi người. Thứ nhất, Đinh Lan vào cuộc chiến này, drama này một mình nha. Đinh Lan không có ai thuê gì hết của mình. Bản thân tôi cũng là một doanh nghiệp, tôi chưa hề kêu gọi ai một đồng nào nha cô Phương Anh, tôi chưa hề kêu ai một đồng nào. Với lại cô nhỏ tuổi hơn tôi, sinh năm 84, tôi sinh năm 76, chắc chắn là tôi hơn cô tuổi rồi, đúng không? Cô mày tao được với cái con dâm loài Nguyễn Phương Hằng được, nhưng mà không có mày tao được với tôi. Tại dẫu sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là tôi không hề quen biết gì cô ha. Tôi có thể nói với bà Hằng vì tôi có gặp bà Hằng. Tôi đã nói nhắc lại một lần nữa nha. Tôi chỉ gặp duy nhất bà Hằng trực tiếp một lần duy nhất ngày 1 tháng 12 năm 2012, lúc đó bé Hồng Hằng Hổ được gần 1 tuổi nằm trong nôi. Thì tôi có hẹn ăn sáng với anh Huỳnh Uy Dũng để bàn về cái chuyện mà mở cái phim trường Việt Phim tại Điện Nhân Tạo của Bãi Điện Nhân Tạo Tiên Đồng. Còn trước đó năm 2008, khi mà khánh thành cái khu du lịch Đại Nam, thì tôi có lên, lúc đó tôi bàn với Huỳnh Trần Quốc Hy là con trai của Dũng rồi vôi. Tại vì lúc đó là anh Dũng đang bận dẫn cái đoàn Hồng Kông đi đầu tư vào khu du lịch Đại Nam. Đó, nguyên một đoàn khách nói là Đinh Lan ơi, để cho con trai anh là phó tổng giám đốc của Đại Nam sẽ dẫn em đi. Anh phải tiếp khách người ta đi tham quan để người ta đầu tư vô đây nha, em thông cảm nha. Đó là tôi quen ông Dũng trước. Còn mối quan hệ lý do tại sao tôi quen ông Dũng trước, tại vì cái người mà duyệt đất ở bên quân đoàn 4 ngày xưa là ông anh của tôi. Cho nên những cái đất đai của Đại Nam tôi rành là tại vì ông anh của tôi lúc đó là thiếu tướng bên quân đội. Người mà ký việc đó đã giới thiệu cho tôi làm việc với Huỳnh Uy Dũng. Tôi gặp trực tiếp Huỳnh Uy Dũng được 2 lần. Một lần năm 2008 tại khu du lịch Đại Nam, khi mà tôi tới tôi định làm cái điểm nhân tạo, cái phim trường của Việt Phim, công ty Việt Phim là do tôi làm chủ tịch. Bây giờ công ty dược phẩm A và G, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm A và G ở km số 49 quốc lộ 26 Đắk Lắk chưa hề kêu gọi vốn đầu tư trong nước lẫn nước ngoài một xu nào. Nhắc lại cho cô Phương Anh với luật sư Thanh Trần, đừng lên trên mạng mà biêu xấu hạ nhục tôi là bà con kiều bào, nhớ đừng có bị Đinh Lan lừa là nó làm bộ nó lên trên mạng nó là bảo vệ chính nghĩa, mọi người ca ngợi nó như vậy, chứ thật sự là nó là người phê bàn. Đừng nói vậy, đừng có đầu tư vào tôi kiểu tiền mất tật mang. Không, tôi không kêu gọi đầu tư luôn á. Cái gì có thể thiếu chứ tiền Đinh Lan này không thiếu, nói thẳng luôn á. Lý do
tại sao mà tôi sống mà tôi để mọi người làm nhục sỉ nhục như vậy. Căng băng rôn nhà tôi nói tôi nợ người này người kia, đến cuối cùng cái thằng căng băng rôn một lần duy nhất bị công an xử lý. Lần thứ hai nữa là cái người mà chủ cũ căn nhà xông vô các tầng các phòng gào thét lên, ai nhà này của tôi này nọ, xong lần đó không bao giờ bén mảnh tới đây nữa. Tại những giấy tờ hợp pháp tôi đã cung cấp cho cái kênh thám tử cao và người ta đã phân tích theo tất cả về lý, về pháp lý, cái hồ sơ pháp lý của căn nhà này. Tôi được quyền đăng bộ và cầm sổ hồng của căn nhà này nghe chưa. Do vậy không bao giờ có cái chuyện mà Đinh Lan cướp nhà gì qua. Ở xã hội này cướp dễ lắm hả? Ha, các người. Còn tôi không kêu gọi ai bất cứ đồng nào cả. Còn có cộng đồng trên mạng nói là tôi đừng có đánh lừa cộng đồng mạng về việc mà vị hôn phu lúc ở Mỹ, lúc ở Canada. Lúc trước khi tôi quen với cái người chồng sắp cưới của tôi ở Canada thì tôi quen qua mạng. Trong cái vụ drama này thì tôi quen, tại tôi nói tôi đã vào cái vụ drama là ngày từ ngày 8 tháng 6. Thì lúc đó một anh giám đốc một nhà máy phân xưởng chế tạo hộp đen của máy bay ở Los Angeles đã ngưỡng mộ về tôi, một người can đảm, một người phụ nữ như vậy, và anh với tôi có nói chuyện quan hệ với nhau. Thì lúc đó là những cái bàn tính kế hoạch gì đó. Nhưng mà chính cái cô Châu Phương Anh này nhận được cái tấm hình giữa tôi chụp hình với cái anh John đó, đã đi tới là uy hiếp tùm lum hết trơn, nói là chồng sắp cưới của tôi ở Mỹ là đồ trẻ rách gì đủ thứ hết. Tôi sợ tổn hại tới anh ấy, tới gia đình anh ấy, và tôi với anh ấy âm thầm tôi đã đi trò chuyện với một người khác kể từ ngày 4 tháng 7 ha, 4 tháng 7 cho đến 4 tháng 1 này là đúng 6 tháng tôi nói chuyện với anh ở Canada. Với ta, người với người, tôi cũng là một người phụ nữ vẫn thiếu thốn tình cảm, vẫn cần một sự yêu thương động viên. Cho nên việc mà yêu một người hàng ngày trò chuyện với nhau nó cũng nảy sinh ra cái tình cảm. Thì tôi tin cái người ở Canada về cái việc rằng anh ấy sẽ về Việt Nam để mà cưới tôi ha. Thì đó là một cái xây dựng kế hoạch. Lúc mà tôi làm cái văn bản gửi cho tòa án Thủ Dầu Một về việc là tôi chuẩn bị kết hôn là thật, nhưng sau đó tôi có làm clip ghi trên cái trang cộng đồng mạng và thông báo trên YouTube là vì tôi thấy anh này là người của bà Hằng cho nên là tôi không có kết hôn nữa. Thì tôi đã thông báo là lúc tôi làm cái giấy tờ là tôi chuẩn bị kết hôn thật. Còn sau khi tôi gửi giấy tờ đi rồi thì ở nhà lại xảy ra việc là tôi phát hiện ra anh ấy là người của bà Hằng. Vì tôi thấy là anh luôn luôn lúc nào cũng cản trở việc, ví dụ như tôi lên công an Bình Dương để củng cố hồ sơ để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về tội là dùng thủ đoạn đê hèn để tống Ninh Thị Lan vào tù. Tại vì thiếu một người thì vụ án không, công an tỉnh Bình Dương thấy tôi lên rất là mừng, là vì sao biết không, năm người kia đã lên rồi, còn thiếu một mình tôi nữa để củng cố hồ sơ để yêu cầu bà Hằng tới để mà làm việc lấy lời khai. Bây giờ có 6 đơn tố cáo bà như gì, bây giờ tổng kết rồi. Cho nên là cái phiên tòa vụ án Mai Xuân Cường chính là cái phiên tòa củng cố hồ sơ cho cái tội bà Nguyễn Phương Hằng dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù trong vụ án Đinh Lan là chủ mưu. Hiện tại bây giờ trong vụ án Mai Xuân Cường tôi không là chủ mưu, tôi không có cái quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan tới cái vụ án cả, và phiên tòa vẫn diễn ra. Và kết quả thì sao? Em Mai Xuân Cường 1 năm tù treo, 2 năm thử thách. Nhưng mà nếu mà có lần tôi đã lên tôi nói chuyện với công an tỉnh Bình Dương về cái việc rằng về cái việc mà vụ án Mai Xuân Cường, thì lúc đó ban đầu ngày 23 tháng 7 năm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương nha, chứ phải Thủ Dầu Một nha, lên trên đây dẫn đầu là Trung tá Hồ Thọ Hải lên là giấy triệu tập tôi lần một, cho tôi 15 phút để thay đồ và công an trở lên. Thì ngoài kia là có 7 youtuber nó đợi sẵn ngoài kia rồi, chỉ cần công an chở tôi lên bằng xe máy thôi, quay được cái cảnh tôi bị lên trên xe thùng hay xe máy hay xe công an là có công an, trong phòng công an chở đi là tụi nó tung lên mạng. Cho nên tôi không bước ra ngoài, tôi nói là chỉ thị 16 bây giờ không có ai, tôi không có đi đâu hết, nếu như các anh đó muốn gì thì tới đây, muốn biết thông tin của Mai Xuân Cường gì đó tới đây,
tôi không đi. Thế là mấy anh dẫn đầu là chúng ta Hồ Thọ Hải mới gửi giấy triệu tập lần hai tại công an phường 6 quận Gò Vấp nha, về việc rằng hẹn tôi ngày 3 tháng 8, bữa đó ngày 23 tháng 7, thì giấy triệu tập lần hai là ghi là 23 tháng 7 nha. Thì tôi đã nhờ cái kênh anh Nam Quan Chức Media Network để thông báo ngày 24 tháng 7, công bố trên toàn thế giới luôn về việc rằng là triệu tập như vậy á, là nếu như mà tôi lúc đó tôi đi á, lúc mà 23 tháng 7 tôi đi á, là tôi cũng đã bị bắt như Mai Xuân Cường. Những cái vụ án an sai ở Việt Nam hoàn toàn có thể diễn ra, nhưng ngày hôm nay vụ án Mai Xuân Cường là một vụ án an sai. Thỏa thuận ban đầu của bà Hằng, Đinh Lan nói rõ luôn nha, ban đầu Mai Xuân Cường chỉ là một cái người đói quá đi làm liều xin điểu, nhưng sau này bà Hằng thấy được cái sơ hở là có những cái bức hình, có những cái bức hình Đinh Lan gửi cho bà Hằng, cái bức hình bà Hằng tắm đêm gửi cho ông Võ Hoàng Yên. Nhắc lại, Đinh Lan gửi cho bà Hằng cái bức hình tắm đêm gửi cho ông Võ Hoàng Yên, cho nên ông Võ cho bà Hằng bà mới điên cuồng lên ngày 16 tháng 7 bà lên bà nói lộ nguyên một con luôn. Hồi nào giờ cái thắc mắc không biết con Đinh Lan này là ai mà chửi tôi khí thế. Tôi không hề chửi bà Hằng nha, tôi chỉ phản biện là những cái điều bà mà nói thôi. Chửi tôi khí thế nhưng ai ngờ lộ nguyên con, nó là người của Võ Hoàng Yên này nọ. Những tấm hình nhờ tôi với Võ Hoàng Yên nhắn tin qua lại với nhau, tại sao nó có, nó có như vậy chứng tỏ rằng sau lưng này là của Võ Hoàng Yên. Đó, rồi ha, ngày 16 tháng 7 bằng chứng tôi đã đưa cho công an, bằng chứng tôi đã đưa cho Viện Kiểm sát Thủ Dầu Một lẫn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, lẫn Công an Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương. Hoàn toàn trong tin nhắn giữa tôi với Mai Xuân Cường hoàn toàn không có bất cứ những cái tấm hình ảnh nào mà tôi kêu Mai Xuân Cường làm nhục bà Hằng, hay là cái dòng tin nhắn nào về việc rằng chị gửi bức hình này cho em hãy uy hiếp bà Hằng là đừng có tấn công chị nữa, không có nha. Nếu mà bản án mà ghi điều đó mà tất cả các báo trong nước lẫn quốc tế đưa tin về việc rằng bà Đinh Lan đưa những cái tấm hình nhạy cảm của bà Hằng, rồi đưa số điện thoại của bà Hằng để cho Mai Xuân Cường tấn công làm nhục bà Hằng để cưỡng đoạt số tiền 2 triệu đồng, là bản án là bản án hoàn toàn bị đặt nha. Tôi đã nói tôi không tham gia trong phiên tòa là vì tôi không có quyền lợi nghĩa vụ gì liên quan. Tôi đã gửi những cái thông tin đó và tòa chấp nhận yêu cầu của tôi, thấy yêu cầu của tôi là hợp lý và tòa đã chấp nhận, phiên tòa vẫn diễn ra. Nhưng ngày hôm nay bản án không cho phóng viên vào tác nghiệp nha, bản án xử kín, trong đó chỉ có uy hiếp một mình mẹ của Mai Xuân Cường là bà Ngọc Bích sinh năm 70, và Mai Xuân Cường hoàn toàn không có luật sư, bên phía bà Hằng có luật sư bào chữa. Thì luật sư đã tranh cãi với Viện Kiểm sát rất là nhiều, và cuối cùng phán quyết ra là vẫn kết tội. Rõ ràng bắt người ta, người ta không có tội và hại gì hết. Nếu như mà không có lên cái án 1 năm tù treo thì 5 tháng qua, từ ngày 23 tháng 7 mà con tính là hơn 5 tháng bắt giam người ta như vậy, oan sai này cơ quan chức năng nào là người bồi thường? Thứ nhất là công an tỉnh phải bồi thường, mà công an tỉnh bồi thường là ai? Ai chịu trách nhiệm? Giám đốc công an tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm. Xong sau đó bây giờ công an tỉnh mới đẩy cái chiến trường của bà Nguyễn Phương Hằng từ tỉnh về thành phố Thủ Dầu Một để chi? Để gỡ gạt lại cho công an tỉnh. Nói thẳng luôn, Đinh Lan không truy cứu điều này, nhưng Đinh Lan nói sự thật lý do tại sao phóng viên không được vào tác nghiệp trong phiên tòa xử vụ cưỡng đoạt tài sản 2 triệu đồng của Mai Xuân Cường, là hoàn toàn không hề có cái chuyện mà Đinh Lan đưa những cái tấm hình nhạy cảm Mai Xuân Cường kêu Mai Xuân Cường làm nhục. Tại vì cái tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật Hình sự đó, là người nào dùng cái thủ đoạn uy hiếp người ta để mà cưỡng đoạt cái số tiền đó mới phạm tội. Đằng này với một cái nội dung tin nhắn là hai người nhắn qua nhắn lại không biết nói gì đó, cô bà Hằng nhắn dòng chữ con xanh và em đừng nhắn tin cho chị nữa. Mai Xuân Cường trả lời chị là gì mà em phải nhắn, chị hứa chị nhớ cẩn thận con trai chị đó. Câu đó không phải là câu đe dọa, không phải câu uy hiếp, cho nên ngày hôm nay phiên tòa tự nhiên diễn ra lại phát sinh cái tấm, những cái tấm hình nhạy cảm tung lên. Cho nên các báo chính thống của Việt Nam lẫn các báo ở quốc tế vẫn đưa tin về cái việc là Đinh Lan là người đưa cung cấp những tấm hình rõ thể của bà Nguyễn Phương Hằng để đưa. Làm gì tôi có cái trình độ mà có cái những tấm hình rõ thể của bà Hằng? Tôi cũng chả phải là người của Võ Hoàng Yên, Võ Hoàng biết gì hết, chả biết con trai Võ Hoàng Yên
mẹ méo tròn sao cứ thấy trên mạng là biết vậy thôi. Bản thân tôi cũng không có đề cao lắm về Võ Hoàng Yên đâu nha. Thực sự tôi không đề cao. Vì sao? Một người đàn ông không rõ ràng trong chuyện tình cảm, nếu như không có chuyện dây dưa gì với bà Hằng thì làm ơn đừng nói chuyện 40 mấy phút đi. Trên cái clip công bố trên mạng, ông nói chuyện 40 mấy phút. Chị Hai à, chị Hai à, không được đâu, anh Dũng yêu thương chị vậy, không được đâu này nọ. Nếu như mà mình muốn từ chối tình cảm của người phụ nữ đơn giản lắm, bảo rằng tôi không muốn nghe gì đấy, anh biết là em tắm đêm, gửi những cái hình tắm đêm rõ thể, tự bà chụp hình ra, rồi bây giờ bà nói là tôi là những người đưa những tấm hình đó cho Mai Xuân Cường để làm nhục bà. Ủa, bà nghĩ cái hành động mà chụp hình rõ thể gửi cho một người đàn ông khác là cái hành động kích dục của bà gửi cho Võ Hoàng Yên, thì ngày hôm nay những tấm hình đó bộ bà biết bà nhầm nhục hả? Bà 50 tuổi rồi mà gửi những cái tấm hình gợi cảm như vậy để làm gì? Bởi vì tôi không hiểu làm sao á, các cái người phụ nữ mà đồ tuổi 50, 51 như bà Hằng á, sao vậy? Biết bà có thèm trai quá chứ mày vẫn vừa vừa phải phải thôi. Tôi thấy có một cái người phụ nữ á, cũng vợ của một đại gia, nhưng mà ông đó ông đi tù rồi, ở ngoài bà cũng cuồng cuồng, bà chụp hình lõa thể bà cũng gửi cho người ta vậy đó, gửi cho cái người đàn ông mà bà có cảm tình, bà thương yêu. Làm gì để làm gì? Để kích dục người ta hả? Cái người làm gì cũng giữ cái tư cách của mình vậy chứ. Làm cái gì mà thèm gì, thèm dữ vậy? Tiền có đó, dịch vụ mấy bà có đầy đủ hết chứ. Mấy bà cứ ham cái việc mà cái người đó. Tại vì biết sao? Đối với cái người mà người đàn ông mà mấy bà gửi bức hình đó, mấy bà biết khả năng là mấy người này sẽ không có làm hại gì mấy người, là vì sao? Người ta cũng có một người có địa vị đó, người ta chắc chắn người ta không lộ ra những cái chuyện đó. Nhưng mà các bà biết không, các bà cuồng cuồng quá, các bà cứ phải bị bệnh rồi, các bà bị bệnh cứ phải thấy người ta thấy được cái việc của mình cho các bà thỏa mãn, nhưng cuối cùng các bà được gì đâu hết, không có được bất cứ một điều gì cả. Con người của mình tự tin lên mà mình để người ta phải yêu mến, phải săn đón mình, chứ không phải mình phải đi quỳ lụy tình cảm của người khác. Đó mới là bản lĩnh của một người phụ nữ. Thứ nhất, chị nói là chị đẹp, chị có mấy trăm tay người đeo đuổi, chị Hằng á đẹp có mấy 400 ông đeo đuổi ha, rồi khoe có mấy đời chồng, chả ai mà lên trên mạng mà khoe mình có mấy đời chồng cả. Không có gì mà đáng tự hào về việc khoe mấy đời chồng. Bất quả quá người chồng này không được, mình mới phải đi lấy người chồng khác. Làm cái đó là cái nỗi đau của người phụ nữ. Ai cũng muốn một vợ một chồng yêu thương trọn vẹn suốt đời. Nhưng mà tại vì lên mạng cứ khoe là tôi mấy đời chồng, tôi mấy trăm người đeo đuổi. Những người có không khoe mà mình những người khoe không có. Đó, chị lên khoe hột xoàn cả rổ, hột xoàn kim cương cả rổ nha, sổ đỏ thì cân ký nha. Đến cuối cùng bây giờ lộ sao? Có 180 tỷ mà cũng phải đi huy động trái phiếu để chi? Để xây dựng nhà xưởng. Trời ơi, có 180 tỷ mà cũng không. Ngày hôm nay mà nói là cho ai có tỷ đô mới có thể tiếp xúc được với bà Hằng. Vậy mà ngày hôm nay trong phiên tòa, sao bà cứ đòi gặp tôi hoài vậy? Không có đinh lan là không xin hoãn phiên tòa. Ủa bà mê gặp tôi dữ vậy hả bà Hằng? Ủa như vậy là tôi không cần có tỷ đô nào tôi cũng cần vẫn gặp được bà hả? Thấy không? Bây giờ cộng đồng mạng thấy chưa? Thấy cái vụ tấn công báo chí, tấn công cái em Quốc Bảo, một YouTuber Quốc Bảo chưa? Cuối cùng thì sao? Nếu như Đinh Lan mà xuất hiện hôm đó chắc tàn sát rồi đó. Tóc ra tóc, người ra người, nó cứ đánh nhau, nó cứ nhào tới, nó cho phụ nữ đánh nhau rồi nó tung nó quay lên mạng. Những hành động mà đánh người xong rồi tung quay lên mạng, đó là hình thức làm nhục người khác, đều bị xử lý hình sự. Đó, cho nên ngày hôm nay Đinh Lan tổng kết nói lại như thế này. Thứ nhất, cái anh Kim Mao là bạn của bà Lê Thị Dọc, và anh Kim Mao cũng là bạn của luật sư Thanh Trần. Luật sư Thanh Trần Đinh Lan không hề thuê để mà bà coi như là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Đinh Lan tại cái vụ án Mai Xuân Cường, mà luật sư của Đinh Lan là luật sư Hồ Xuân Vĩ. Anh ấy thuộc đoàn luật sư Bình Định và văn phòng làm việc của anh ấy tại tỉnh Bình Dương. Cho nên là người đàn ông duy nhất mà Đinh Lan rất là tự hào về anh. Rất nói là ngày hôm nay Đinh Lan
được sự hỗ trợ pháp lý. Tại vì dẫu sao Đinh Lan cũng chỉ là một sinh viên trường đại học luật, chứ Đinh Lan chưa có bằng luật sư, để với lại chưa đủ kiến thức để tự bào chữa cho mình trước tòa. Cho nên tất cả những cái việc đó Đinh Lan đều có luật sư. Cái hôm mà diễn ra phiên tòa, thật sự là luật sư Hồ Xuân Vĩ đã gây áp lực với tòa án Thủ Dầu Một. Nếu như xử Mai Xuân Cường có một cái tội không hợp lý thì lên tòa phúc thẩm, chính tôi sẽ là người tham gia bảo vệ phiên tòa này. Và một người bạn của Đinh Lan cách đây mười mấy năm là luật sư Lê của văn phòng thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tham, là văn phòng của ảnh là trong văn phòng luật vụ á, ảnh nói là ảnh sẵn sàng tham gia những cái vụ như thế này để muốn bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho cái những cái nạn nhân như vậy. Cho nên là rất là nhiều người luật sư cảm thấy bất bình về cái chuyện mà vì 2 triệu đồng một bà chủ, ông chủ của một cái cơ ngơi nghìn tỷ để mà đứng lên mà đưa một đứa đáng tuổi con mình. Đinh Lan nhắc lại nha, Mai Xuân Cường sinh năm 1990, bằng tuổi với con trai lớn của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng lấy một ông bán đồ lạc son, nhà ở Cùng Văn Bánh, tên là ông Thái. Nhắc lại một lần nữa cho bà Nguyễn Phương Hằng, tôi không có bới cái gì giảng dơ giấy dễ gì dấu giếm của bà, nhưng nhắc lại Hằng Mai Xuân Cường bằng tuổi với con trai lớn của bà Hằng nha. Đứa con trai lớn sinh năm 1990, đứa con trai bé, hai đứa con này là con của ông Thái bán chợ lạc son, bán hàng lạc son ở chợ Dân Sinh quận nhất. Rồi sau này bà đưa ông Thái vô tù, hai đứa con đó thì cũng bất bơ bất hưởng gì đó nha. Rồi sau này bà mới sống với Thành Điết, có đứa con nhưng mà để lại cho gia đình Thành Điết giữ. Kế tiếp nữa bà sống với đàn em của Nam Cam là Đỗ Đạt Giang, không có con. Rồi bà cũng đưa Đỗ Đạt Giang, bà đưa, bắt đầu bà đưa ông Thái vô tù rồi nha, đưa cha của hai đứa con mình vô tù rồi. Xong sau đó rồi bà sống Đỗ Đạt Giang, bà cũng đưa Đỗ Đạt Giang vô tù vì bà chiếm đoạt căn nhà, rồi bà cùng với bà nương mẹ của bà vu khống người ta, rồi tất cả mọi thứ người ta đi vô tù trong cái vụ án Nam Cam. Tại vì vụ án đó là một vụ án hình sự lớn ha, bà cũng đưa người ta vô tù. Sau này năm 2006 bà sống song song cặp bồ với ông Trần Văn Thịnh, lúc đó ông Trần Văn Thịnh có vợ con, rồi cặp luôn với ông Dũng, mà ông Dũng lúc đó đang còn hôn thú hợp pháp với bà Tuyết. Tới năm 2010 hai người mới chính thức kết hôn nha. Cho nên bà đem cái đứa con, cái con bé My ấy, lúc thì bà nói của ông Thịnh để thì bà lấy tiền ông Thịnh nha. Rồi lúc bà nói với là con ông Dũng, đến cuối cùng sao bà đưa ông Thịnh vô tù, bà chiếm đoạt tài sản cho người ta. Rồi bây giờ ngày hôm nay nữa, bà mê ông Yên, rồi bà cũng làm dùng ngủ mọi thủ đoạn để bà đưa ông Yên vô tù, đến cuối cùng không được ha. Bà muốn đưa tôi vô tù cũng chả được, là vì sao? Đất Bình Dương nó hoàn toàn vô lý, trong một cái phiên tòa rất là vô lý của điều thế này. Khi tội phạm xảy ra ở địa bàn nào thì nơi đó sẽ là một cái đơn vị xử lý. Lý do tại sao mà bà Hằng bà đưa vụ án Mai Xuân Cường 23 tháng 7 bắt Mai Xuân Cường tại quận Gò Vấp? Tại vì khi nó gây án nó tại quận Gò Vấp nha. Tôi, nhà tôi cũng ở quận Gò Vấp, bà Hằng hộ khẩu thường trú cũng thành phố Hồ Chí Minh. Lý do tại sao mà công an tỉnh Bình Dương lại sốt sắng nhanh nhẩu như vậy để ê bác, vì sao không? Và bà Hằng không chuyển số tiền là 50 triệu hay 200 triệu mà chị chuyển có 2 triệu. Ban đầu nó đói nó xin bà 2 triệu, xong sau đó nó sụt xuống 500 cũng được cho chị, quý lắm đó chị. Nhưng bà miệng bà Hằng, trong bằng chứng tôi đã ghi rõ, miệng bà Hằng bảo rằng tôi vẫn chuyển cho nó 2 triệu để nó đạt khung 2 của bộ luật hình sự. Nhưng bà không biết khung 2 là từ 50 triệu tới trở lên mới là khung 2, tới 200 triệu mới là khung 2 ha. Còn cái này mới là khung 1. Cho nên bà đã làm thông cái phương án là giữa bà với Mai Xuân Cường, bà đã dùng những cái chuyện mà bà chuyển tiền đi, xong bắt đầu bà mới liên lạc với Mai Xuân Cường. Bà nói với nó là ok, tôi nói thẳng luôn cái chuyện cốt lõi của vụ án này nè, muốn điều tra lại cho nó rõ luôn. Bà đã có thỏa thuận với bà Mai Xuân Cường về việc mớm tin nhắn, xóa tin nhắn để gì, để dùng làm cơ sở để đưa tôi vào tù thôi. Nhưng đến cuối cùng sao? Bà tin chắc lắm là công an tỉnh Bình Dương sẽ làm theo điều kiện của bà.
Bà mới nói là trong vòng 15 đến 20 ngày, nếu như Linh Lan không bị bắt vô tù nha, thì bà sẽ cạo đầu và từ giã YouTube. Bà nhớ đi, tất cả các clip đó tôi đều quay làm bằng chứng. Bà nói tất cả điều đó. Thằng lang thang đường phố cũng nói với chị, nếu như trong vòng 15 ngày, kể gì, bất kể dịch bệnh gì cũng được, nếu Linh Lan không bị bế lêu vô hộp thì nó sẽ từ giã YouTube và không làm YouTube nữa. Đó là hai mẹ con của bà đã tuyên bố nhau trên mạng như chị. Đến cuối cùng sao? Tôi vẫn bình viên ở nhà. Bây giờ phiên tòa xử xong rồi, bà cũng lên trên mạng bà già mồm bà nói mèo khóc chuột rồi, vì việc là thấy nó thương cảm. Không có đâu bà, thấy nó thương cảm rồi bà xin hai lần, bà xin với tòa là tha. Nếu mà tha thì trong suốt 4-5 tháng đó, rõ ràng người ta cũng kêu bà lên lấy lời khai mà. Thì lời khai bên phía Mai Xuân Cường nó cũng nói ra là nó dùng 2 triệu đó nó làm gì mà. Nếu bà thương cảm ngay lúc đó, bà có một cái lòng, tấm lòng từ bi bác ái, thì ngay lúc đó bà bãi nại đi rồi, không đến độ đến phiên tòa diễn ra đâu. Bà chuyên cùng đuổi tận người ta. Đến cuối cùng bà lên phiên tòa, bà vẫn ngay giữa trong sân tòa án, bà vẫn cua tay cua chân, bà nói câu rằng tôi không có Đinh Lan thì tôi xin hoãn phiên tòa. Đến cuối cùng tòa vẫn bắt buộc bà phải ngồi tham dự phiên tòa, vì cô Đinh Lan không liên quan gì tới chuyện này cả. Còn cái chuyện ngày hôm nay trong bản án, mọi người xử kín với nhau nha. Tòa án của vòng 1 xử kín với nhau để chi? Để bảo vệ cho toàn bộ những cái sai phạm của công an tỉnh, rồi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thì chưa có tham gia vụ này, chưa khởi tố thì họ không sai phạm. Sai phạm của công an tỉnh nha, là vì sao? Bắt người vô căn cứ làm, coi như là làm hại một tương lai của một người, một thanh niên vô tội. Thật sự lúc đó nó đói quá, nó làm cùng, đói quá làm cùng. Bây giờ nè, có cưỡng đoạt có ổ bánh mì đi chăng nữa cũng bị khởi tố hình sự. Ngày hôm nay thì sao? Nó đi xin chứ không phải cưỡng đoạt 2 triệu đồng. Nên tại vì trong phiên tòa xử kín như thế này, không dám cho phóng viên báo chí vô, về việc rằng không hề có cái chuyện mà tôi thêm cái tội nữa là đưa cái ảnh nóng cho Mai Xuân Cường. Nhưng Mai Xuân Cường tự ý dùng cái đó. Tôi đưa nè, trên báo chí, tất cả các nơi, báo Lao Động, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo tất cả các nơi, chỉ riêng có báo Công an Nhân dân trực thuộc của Bộ Công an là không hề ghi cái thông tin về những cái chuyện mà tôi là người đưa ảnh nóng. Tại vì các báo kia thì chỉ đưa theo, ghi theo bản án của phiên tòa thôi, là tôi đưa ảnh nóng của bà Hằng cho Mai Xuân Cường, để Mai Xuân Cường dùng đó để uy hiếp bà Hằng để đừng có lên trên mạng mà công kích Đinh Lan nữa đó. Nhưng hoàn toàn không có, tại vì những tấm hình này là ngày 16 tháng 7, nhắc lại chuyện vụ án ngày 16 tháng 7 như thế này. 16 tháng 7 lúc 5 giờ chiều, bà Hằng đã dùng cái số điện thoại của bà nhắn tin đe dọa tôi đủ thứ. Tôi có nhắn tin cho bà là quay đầu là bờ nha, và tôi có gửi tấm hình bà tắm đêm gửi cho Nguyên. Cho nên bà điên cuồng lên, bắt đầu bà cho hai thanh niên có số điện thoại rõ ràng đòi cắt lỗ tai tôi, đòi tạt axit tôi, đòi bắn súng vô đầu tôi, đe dọa tôi đủ thứ hết, nói nhà ở căn cứ 26 tháng 3 gì đó. Thế là tôi công bố những cái số điện thoại đó trên hai Zalo. Zalo Đinh Lan á, 0976863368 và 0931208805. Bà con cứ coi lại, vuốt lại ở cái ngày 16 tháng 7, có phải tôi, chính tôi là người công bố số điện thoại của bà Hằng vì bà Hằng đe dọa tôi, và hai cái số điện thoại của hai cái người đàn ông đe dọa tôi trong ngày 16 tháng 7. Cái clip ngày 16 tháng 7 lúc 8 giờ tối bà Hằng lên livestream nói tôi là Lộ Nguyên Con, là người của Võ Hằng Yên này nọ, nó khuyên tôi quay đầu là bờ, đủ thứ hết. Chính cái clip đó đã là một cái bằng chứng là cái sự việc đó là bà là người nhắn cho tôi trước. Chứ bà, tôi với bà nói tôi là ức ơ, không quen biết chị bà, làm sao tôi biết số điện thoại của bà. Còn cái chuyện Võ Hoàng Yên tới bây giờ người ta cũng đã rõ rồi, bà vu khống cho người ta. Thì bây giờ không có cái chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì giờ chuyện Võ Hoàng Yên là xong, bà tức tối cái gì. Còn cái chuyện tiền hình bà tắm đêm á, không phải một mình tôi có, không phải một mình Mai Xuân Cường có, mà toàn thế giới này ai cũng có những tấm hình lõa thể của bà nha.
Cho nên đó không phải là tôi đưa cho Mai Xuân Cường để Mai Xuân Cường dùng cái đó để uy hiếp bà, làm nhục bà, chửi hàng trăm ngàn tin nhắn. Bà xạo quá à. Nội dung tin nhắn không có gì hết. Những tấm hình rõ thể của bà do chính bà đưa cho Võ Hoàng Yên, và do chính Võ Hoàng Yên lộ ra trên toàn thế giới đều biết. Cho nên việc Mai Xuân Cường dùng những tấm đó uy hiếp bà, đó là chuyện cá nhân của Mai Xuân Cường và bà nha. Lý do bà vẫn lôi vụ án về Bình Dương, lý do tại sao bà vẫn chỉ có 2 triệu để sao, để khi kịp thời chỉ là bắt tôi thôi. Còn nếu như mà có gì trục trặc bà sẽ giải vây được. Chứ đối với phiên tòa hình sự, cho dù bà có bãi nại chăng nữa, nhưng có yếu tố hình sự, phần nào bãi nại chỉ là giảm nhẹ tội thôi, chứ không phải là cái chuyện mà để ra cái tòa mà thấy khóc thấy cùng tay cùng chân. Nói cái chuyện bà đấy và khóc lóc mà Mai Xuân Cường bị cùng tay cùng chân là bà đã vu khống cho cái nhân quyền của Việt Nam rồi. Làm gì có cái chuyện mà một cái vụ án 2 triệu Việt Nam đồng mà người đó cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng đã giết người gì đâu mà phải bị cùng tay cùng chân khi xét xử. Bà nội, bà khùng vừa phải thôi bà hằng. Bà xuyên tạc bộ máy chính trị, bộ máy pháp lý của Bình Dương đến nỗi mà cùng tay cùng chân của một con người lên phiên tòa vậy hả? Không có đâu bà. Đi trên đường thì có thể trong cái xe thùng đó nó có những thiết bị buộc phải cùng tay cùng chân theo thủ tục nha. Nhưng khi đi bước vào trong phiên tòa rồi, thậm chí vào người ta tháo cái cầm ra đó, biết sao không? Thấy những cái vụ án trên, coi những cái clip những cái người dẫn giải tới, khi bàn tạm giam chưa chắc gì Mai Xuân Cường đã là cái tội. Khi nào bản án của tòa án tuyên lên mới kết tội thì lúc đó là cầm tay cầm chân cũng không có luôn á. Bà đừng có tỏ ra mà đề cao cái tính nhân đạo của bà. Nếu bà nhân đạo thì bà đã không đưa thằng bé hơn 5 tháng bị chiều cái tù ăn sai như vậy. Còn cái tấm hình giữa nó gửi cho bà như thế nào? Không hề. Nội dung tin nhắn của Mai Xuân Cường với tôi trò chuyện không hề có nội dung tin nhắn gì về cái việc rằng hãy cầm những cái bức hình này để uy hiếp bà. Rõ ra bản án của tòa án Thủ Dầu Một là vu khống cho tôi. Thật sự á, nếu muốn quậy không, tôi đã nói rồi, tôi không muốn mất lòng chính quyền. Không phải tôi sợ gì chính quyền Bình Dương đâu, ai sai tôi cũng lôi ra à. Tôi không phải tôi sợ mà tôi nói các anh cũng đều có gia đình. Chúng ta Hồ Thọ Hải cũng vậy, tôi mọi người đã để qua chuyện này thì tôi để qua, cho nên tôi không truy cứu lại cái hành động mà định bắt tôi cái ngày 23 tháng 7. Tôi không truy cứu, không kiện, không tố cáo cái hành động sai trái đó của Trung tá Hồ Thọ Hải, công an tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay công an tỉnh đưa một cái bãi chiến trường đã bắt người phải về, bây giờ tự nhiên thả con ta nó đi nó kiện cái là thế bà. Cho nên bây giờ phải mở phiên tòa để một năm tù treo như vậy, bảy hơn 5 tháng tù giam đó, tạm giam cũng là bị tù đó. Ai bồi thường cho thằng bé? Rồi ai bồi thường cho thằng bé cái lý lịch mà tội cưỡng đoạt tài sản? Bây giờ nó đi xin việc là được ở đâu? Cả Việt Nam này mỗi lời vô nói Mai Xuân Cường là người ta vải đá ra. Thật sự ngày hôm nay tôi đã không truy cứu lại cái việc làm sai trái của công an tỉnh Bình Dương rồi. Bây giờ xuống cái tòa lại cũng xử kín để bắt đầu lấy thêm cái tội danh nữa cho tôi, đó là đưa những ảnh nóng của bà Hằng đưa cho Mai Xuân Cường để Mai Xuân Cường uy hiếp bà Hằng về việc rằng không được tấn công bà Đinh Thị Lan. Tôi sợ bà Hằng à. Còn ngày hôm nay tôi chả là của ai hết. Hai cái kênh ở luật sư Thanh Trần á, Trần Thị Hồng Thanh á, lên kêu gọi trên mạng là đừng có đầu tư vô dược phẩm ABG kẻo bị lừa. Còn hôm qua thì Châu Phương Anh Châu á, nói là anh Tony Phạm điện thoại cho nó là bây giờ lý do sao mà phải lên tiếng để triệt con Đinh Lan là tại vì bà Lê Thị Giàu đã bị nó lừa 200 triệu. Thôi đi bà câu kiếm tiền, câu like, câu view thì bà cứ sống bà đi, bà đừng có gắn tên tôi vô. Anh Tony Phạm cũng vậy á. Anh á, đầu bếp thì lo đầu bếp đi, cái giọng thì như là con gà mái vậy đó. Lên trên miệng nói xấu phụ nữ. Bây giờ cả tất cả các YouTuber nói bà Hằng được vì bà xấu thiệt. Còn tôi làm cái gì anh? Tôi làm cái gì anh? Cho dù bây giờ cô Lê Thị Giàu, tôi đã thông báo trên clip rồi, đề nghị cô Lê Thị Giàu tới. Hóa đơn tôi đã đưa lên tax cộng đồng nha. Cô Lê Thị Giàu chuyển 200 triệu là mua.
Đông trùng hạ thảo. Thì tôi đã làm clip trước đề nghị cô Lê Thị Dầu và ông Trịnh Quý Toàn, hai người đã đặt cọc tiền là lấy đông trùng hạ thảo tươi và đông trùng hạ thảo khô, thì đề nghị liên hệ tôi để lấy hàng nha. Bây giờ không lấy hàng lên trên mạng la là gì? Cô Dầu á, nói thật nha cô, cô tới á, cô tới rất là quý, ok. Nhưng thật sự á, nói thẳng luôn, cô đừng, con đã nói rồi, cô là người mua hàng, cô là người khách hàng. Cô muốn đổi cái đông trùng hạ thảo khô này thành sâm ngọc linh nha. Lúc trước con bán cho cô cái đông trùng hạ thảo rượu sâm ngọc linh, giá sâm ngọc linh không thể nào bớt được, tổng các đơn hàng là 264 triệu, nhưng con vẫn bớt cho cô một nửa. Vì sao? Vì cô mua cái đông trùng hạ thảo khô này, cái này con tự làm ra được với cái giá vốn nó rẻ, thì con có đồng lời trong cái này, thì con bớt cho cô một nửa tiền sâm ngọc linh này. Ngày hôm nay cô muốn đổi từ đông trùng hạ thảo nha sang sâm ngọc linh, con lấy không được cô. Lúc trước con bán cho cô cái bình sâm ngọc linh đó 50 triệu, con giảm cho cô một nửa là độ vốn, con không thể nào bán được như vậy. Tại vì sâm ngọc linh của rừng là phải mua lại của người đi rừng, của bà con đi rừng, giá nó bán 80 triệu đồng một ký, 120 triệu đồng một ký. Những cái củ sâm như thế này nên Lan phải đi kiểm nghiệm và có giấy khai sinh cho từng củ sâm nha, nó sẽ chụp hình lá hình củ như thế nào đó. Cho nên ngày hôm nay cô Dầu muốn đổi sang đông trùng hạ thảo, cô không lấy đông trùng hạ thảo 200 triệu mà cô đổi sang mấy bình rượu này không có. Thứ nhất là hàng hóa này của người nào, của người đó đặt hàng từ năm ngoái rồi, năm nay là giao hàng cho người ta biểu Tết thôi, cho nên có khi mà hàng tôi giao đi rồi thì hàng mới đưa lên là chưa có xài được. Thật sự một cái bình rượu mà đưa lên như thế này để một năm sau bắt đầu uống mới có chất, chứ bây giờ mới ngâm cái uống được cái gì. Cho nên là sức khỏe của bà con là tôi là phải chịu trách nhiệm, tất cả những cái mẫu nào tôi đưa ra thị trường tôi đều phải đi kiểm nghiệm và có giấy kiểm nghiệm đầy đủ nha. Do vậy cái chuyện cô Lê Thị Dầu ngày hôm nay nhắc lại nữa, cô chỉ được quyền lấy đông trùng hạ thảo khô chứ cô không được quyền đổi sang cái sâm ngọc linh. Tại vì sâm ngọc linh nếu như cô đồng ý cái giá mà giá thị trường thì con sẽ đưa cho cô với cái giá mới trừ trong đông trùng hạ thảo cũng được, nhưng cô không chịu, cô lên cô nhờ anh Kim Mao, cô nhờ luật sư anh Kim Mao, nhờ luật sư Thanh Trần bôi nhọ là kêu là đầu tư vào tôi. Tôi chưa hề kêu gọi ai ở Việt Nam lẫn trên thế giới một xu các bạn nào. Còn ngày hôm nay thắng cuộc của Mai Xuân Cường là tự bản thân Mai Xuân Cường thắng thôi, chứ tôi không có liên quan, thì tôi không có việc gì mà tôi phải tự hào về việc đó. Tôi không có làm gì thì dễ gì mà tôi sợ. Mình không làm gì mình không bao giờ đêm ngủ ngon, ăn ngon ngủ ngon, không hề có bất cứ điều gì nữa nè. Bình thường nhé, cho dù tôi có bị từ hôn đi chăng nữa vẫn tươi trẻ, vẫn bình thường. Thậm chí mà chị ba của tôi á còn mắng yêu tôi một cái điều nữa, trời ơi trời, bây giờ mình như con đuông dừa vậy đó, đang mập quá nè bà con, tư tưởng thoải mái, tôi không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Ngày hôm nay tôi làm việc này với chính lương tâm của mình, tôi không hề chửi thuê hay là đứng sau một cái tổ chức nào cả. Tôi vẫn là tôi là Đinh Thị Lan, nhà tôi ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi có hai số điện thoại Zalo, muốn biết tin tức gì của tôi hoặc là cứ nhắn tin qua Zalo 0976 863 368 và 0931208805. Dạ, xin kính chào bà con. Nói tóm lại, vụ án Mai Xuân Cường, bản án nói tôi là người cung cấp những cái tấm hình lõa thể của bà Hằng để yêu cầu Mai Xuân Cường uy hiếp làm nhục bà Hằng. Thì thêm cái tội Mai Xuân Cường là dùng cái thủ đoạn làm nhục uy hiếp đó để mà cưỡng đoạt số tiền 2 triệu đồng là hoàn toàn một bản án bịa đặt của Tòa án Nhân dân Thủ Dầu Một, bịa đặt thứ nhất cho tôi. Cái thứ hai để hợp thức hóa cho cái việc bắt giam Mai Xuân Cường hơn 5 tháng qua. Nếu như vụ việc này không có thì giới luật sư Việt Nam sẽ nhảy vào cuộc để làm gì? Để xóa
trắng án cho Mai Xuân Cường không bị dấu tích, và những ai sai phạm đã bắt giam Mai Xuân Cường sai hơn 5 tháng qua buộc phải bồi thường danh dự cho em, khôi phục lại cho em. Đề nghị giới luật sư Việt Nam hãy lên tiếng để xóa cái án tích cho Mai Xuân Cường, vì em ấy không hề có cái việc mà tôi trước tiên là tôi nè, cọt chết để da, người chết để tiếng. Một người phụ nữ như tôi không bao giờ đi làm nhục người phụ nữ khác bằng những tấm hình lõa thể của người ta để mà đưa, để uy hiếp. Dạ, tôi đủ tự tin để tôi dẹp yên được bà Nguyễn Phương Hằng mà không cần dùng những thủ đoạn đê hèn. Xin kính chào bà con, dạ, hẹn gặp lại trong clip sau.